Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Thì bên em vừa mới về được 10 con lọc nguồn của hãng Audio Way. Model của nó là PT1000 nhé. Và mã của nó này, mã của nó là D85-2058 nhé. Và dòng này thì bên em về model cao cấp hơn loại trước bên em bán nữa. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm này thì lần này về chỉ có màu đen. Nó sử dụng 10 ổ cắm, là 4 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ này và 6 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế nhé. Của Mỹ thì nó xài được chân dẹp thôi, còn quốc tế thì nó xài được đa năng. Đây. Và đây là mắt đèn này, mắt đèn. Rồi, em sẽ quay rõ chi tiết công tắc. Công tắc 1 và công tắc 2. Công suất chịu tải là 15A. Đây, nguồn điện vào là từ 100 cho đến 240V. Tần số là 50 đến 60Hz. Nhá, đây. Và đây là mắt đèn hiển thị của nó nhé. Dòng này nó 6 thông số. Này, chỉ số volt, chỉ số ampe. Công suất cũng như là tần số và kilowatt-giờ. Đây. Nó có chế độ reset nữa. Đây. Reset nha bác. Đây, nó có một nút ở trên này. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành test con lọc này. Test con lọc này nhé. Và đây là... Đây, em cắm cái này này. Đó. Cắm từ nguồn điện vào nhé. Còn chiếc cái này là cắm từ trong gia đình ra. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành test. Máy lọc thì bên em giữ nguyên nhé. Cắm qua này. Nha. Đó, đó là tín hiệu nhiễu nha các bác. Tín hiệu nhiễu nhé. Và khi nó vào thiết bị của chúng ta thì chất âm của nó sẽ không được trong. Đó, nó sẽ có tiếng mo ve. Đó, khi các bác cắm qua lọc. Đây. Im ra ngay nhé. Im ra ngay. Im ra ngay nhé. Đây, và cắm lại này. Đó. Nhá. Rồi, cắm qua bên này. Im ra ngay nhá, im ra. Không có một vấn đề gì luôn nhá. Đó. Chiếc này là chiếc máy đo nhiễu nhá, đo nhiễu. Thì các bác cũng biết rồi. Nguồn điện nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong dàn âm thanh của chúng ta. Nó quyết định đến tuổi thọ cũng như là quyết định đến chất lượng âm thanh rất là nhiều. Đó nên các bác cũng nên đầu tư một chiếc lọc nguồn như thế này cho dàn âm thanh của chúng ta nhé. Đó thì bác nào muốn sở hữu sản phẩm này thì liên hệ cho em nhé. Và giá của dòng sản phẩm này là 1.500.000. Bên em bao ship toàn quốc nhé, 1.500.000. Thì hàng đợt này thì đi rất là chậm nhé. Các bác nào đặt hàng thì thông cảm giùm em. Ngoài Bắc thì tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Còn nếu ở Sài Gòn thì chắc tầm khoảng 3-4 ngày nhé. Đó, rồi các bác xem căn thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.